Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại mời quý vị và các bạn đi xem cái bảng tin giá sắt thép của cửa hàng vật liệu xây dựng nha em. Hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì hàng hóa nha em lại nhập về kho và có cái giá mới chính thức trong ngày. Cứ 8 giờ sáng là nhà em lại có thông báo mới nhất từ nhà phân phối. Đó, lên hay là xuống thì mời các bác đi xem và theo dõi video nhé. Nếu như trong ngày mà giá lên em bảo lên, mà xuống thì em bảo xuống, mà không lên không xuống thì em cũng vẫn làm video để phục vụ giá cả sắt thép xây dựng cho các bác. Trước khi vào cái bảng giá trong ngày hôm nay thì rất mong là các bác là xem video, nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em và ấn vào cái nút chuông thông báo để nhận các cái video và thông báo mới nhất về lĩnh vực giá cả sắt thép và vật liệu xây dựng. Cái giá của cửa hàng nhà em thông báo trên video, mà nếu như các bác mà thấy cao hoặc thấy thấp so với lại công trình nhà các bác thì rất mong các bác cứ bình luận cho em, góp ý cho em ở bên dưới nhá. Nếu như các bác mà muốn mà nắm được cái giá cả sắt thép và vật liệu xây dựng nó biến động như thế nào để mình có lịch trình mình đặt hàng hoặc là mình mua hàng cho công trình nhà mình trong thời gian tới hoặc là trong sang năm, thì các bác cũng chỉ cần đăng ký kênh và theo dõi video của cửa hàng nhà em hàng ngày. Nhà em là nói thật với các bác là cái giá nhà em là giá bán lẻ và giao tận chân công trình cho các bác. Do vậy giá rất là thực tế và sát giá đối với lại công trình nhà các bác. Sắt nhà em là sắt Hòa Phát và đã có thuế VAT, giao tận chân công trình cho các bác, giá bán lẻ. Do vậy không, các bác không phải băn khoăn là hỏi xem có phải cộng thêm cái phí cước vận chuyển hay là cái gì nữa không, mà hoàn toàn là đây là cái giá các bác là tham khảo là giá bán lẻ. Thì hôm nay không để các bác phải chờ đợi đâu, mời các bác đi xem cái giá cả trong ngày hôm nay, cái giá mới nhất trong ngày hôm nay nhá. Cái phi 6 trơn trong ngày hôm nay có giá là 17.400 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là 17.450 đồng 1 kg. Phi 10 6,2 kg, hàng dân dụng có giá là 108.800. Phi 10 7,2 kg, hàng công trình có giá là 126.000. Thì hôm qua cũng có một bác là muốn hỏi và tham khảo là cái giữa cái phi 10 hàng dân dụng và hàng công trình. Tức là ở đây là cái phi 10 hàng dân dụng là phi 10S là 6,2 kg, thì nó sẽ nhẹ hơn là phi 10 hàng công trình. Thì người ta xây dựng công trình thường là các công trình lớn, do vậy là mặt sàn nhiều, mặt sàn rộng, do vậy là người ta phải cần cái phi 10 nó cây nó mẫm hơn và nó to hơn thì nó sẽ nặng hơn. Nó nặng hơn thì cái số cân nó nhiều hơn hàng dân dụng thì nó sẽ đắt hơn. Giữa phi 10 hàng công trình và phi 10 hàng dân dụng thì một đằng là 108.000 và một đằng là 126.000, thì nó vênh nhau 8.000 một cây. Đấy. Và cái phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 172.000. Phi 14 hàng CB3 13,55 kg có giá là 235.000. Phi 16 17,2 kg có giá 298.000. Phi 18 22,45 kg hàng CB3 có giá là 389.000. Phi 20 27,7 kg hàng CB3 có giá là 480.000. Phi 22 33,65 kg hàng CB3 có giá 583.000. Phi 25 45 kg hàng CB3 có giá là 780.000. Đây là toàn bộ cái giá cả và sắt thép Hòa Phát. Nếu như các bác mà xem video thấy cái giá nó cao hơn hoặc là thấp hơn so với giá công trình nhà các bác thì rất mong các bác là bình luận góp ý cho em ở bên dưới.
Một lần nữa là em chia sẻ là sắt nhà em là sắt Hòa Phát các bác nhé. Như vậy là cái giá này tại cửa hàng nhà em thì ổn định được 5 ngày hôm nay rồi. Từ 5 hôm trước thì có sắt nó mới xuống là 250 đồng 1 kg. Một mức xuống rất là sâu đấy. Cũng có một số nhiều bác là cũng góp ý là bảo là khi lên thì lên vài nghìn, khi xuống thì rút được vài trăm đồng. Thì chia sẻ thật sự với các bác là ở đây là bọn em cũng chỉ là cửa hàng thôi. Thì nhà máy người ta điều chỉnh như nào thì bọn em theo như thế. Và thật sự với các bác là ở đây là nhà máy nó xuống từ từ là bởi vì nó cũng bảo vệ một chút cho nhà phân phối và các cái cửa hàng. Nếu như mà lên nhanh mà xuống cũng nhanh thì nhiều khi cửa hàng và đại lý người ta nhập nhiều hàng về, người ta tháo không kịp thì nó làm ăn nó thua lỗ thì đôi khi là người ta sợ. Còn bây giờ mời các bác là đi tham khảo cái giá nguyên vật liệu để xi măng tại cửa hàng nhà em thì có xi măng Hoàng Thạch và xi măng Long Sơn, xi măng Bỉm Sơn và xi măng Bút Sơn. Xi măng Hoàng Thạch mác CB300 tại cửa hàng nhà em giao có giá là đi 1.660 đồng 1 kg. Và xi măng Hoàng Thạch MC25 mác xây chát cao cấp thì có giá là 1.360 đồng 1 kg. Còn xi măng Long Sơn mác CB300 mác xây chát thì có giá là đi 1.490 đồng 1 kg. Và xi măng Bỉm Sơn có giá là 1.660 đồng 1 kg. Xi măng Bút Sơn thì cũng có giá là 1.660 đồng 1 kg. Và bây giờ mời các bác đi xem và tham khảo qua cái giá vật liệu xây dựng cát, đá và gạch như cát vàng ở tại bãi nhà em. Cát vàng đẹp, cát vàng loại 1 này có giá là 1.430 một khối nhé các bác nhé. Cát vàng đẹp loại 1 này thì đồ móng đồ mái đấy, có giá 430 một khối. Và cát xây chát, cát trung hà, cát cánh to để xây chát thì có giá là đi 190.000 một khối. Và cát nền thì giá là 120.000 một khối. Đá 1-2 thì có giá 270.000 một khối. Và đá 2-2, đá đẹp, đá co sang để các bác đổ móng đổ mái đấy, có giá là đi 300.000 một khối. Gạch nò vông thì có giá là đi 920 đồng một viên. Và gạch 3 chấm thì có giá là 760 đồng một viên. Đấy là toàn bộ cái giá nguyên vật liệu mà em báo cho các bác để các bác tham khảo. Nếu như các bác mà thấy giá nguyên vật liệu tại cửa hàng nhà em cao hoặc là thấp như thế này chỗ nhà các bác thì các bác bình luận cho em góp ý lên dưới nhé. Đồng thời đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho em và ấn nút chuông thông báo để mình có thể nắm được các cái xem các video mới nhất của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Các bác thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé. Và các bác đăng ký kênh ủng hộ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.